Нуга Бест, пусть каждый дом теплотою приходит. Нуга Бест. Распахни навстречу окна, новый день идет. Не грусти, не стой на месте, двигайся вперед. Улыбнись кому-то рядом, просто будь собой. Вместе с Нуга Бест к здоровью двигайся, не стой. В каждом сердце мечты исполнит Нуга Бест. Здоровьем и красотой наполнит Нуга Бест. Пусть в целом мире друзей находит Нуга Бест. Пусть каждый дом теплотою приходит Нуга Бест. Целая вселенная, начало и конец. Бьются в унисон с тобою тысячи сердец. Подари частичку света островов небес. Поделись надеждой с кем-то вместе с Нуга Бест. Пусть в каждом сердце мечты исполнит Нуга Бест. Здоровьем и красотой наполнит Нуга Бест. Пусть в целом мире друзей находит Нуга Бест. Пусть каждый дом теплотою приходит. Исполнит Нуга Бест. Здоровьем и красотой наполнит Нуга Бест. Пусть в целом мире друзей находит Нуга Бест. Пусть каждый дом теплотою приходит Нуга Бест. Пусть в каждом сердце мечты исполнит Нуга Бест. Здоровьем и красотой наполнит Нуга Бест. Пусть в целом мире друзей находит Нуга Бест. Пусть каждый дом теплотою приходит Нуга Бест. Нуга Бест. Нуга Бест.
Oh!
cố tổng giám đốc Nuga Bet Việt Nam lên có đôi lời phát biểu, có đôi lời ý kiến ạ. Trước tiên thì tôi xin được kính chào tất cả các bạn. Tôi xin chắc các bạn là tôi được mời đội ngũ nhân viên lâu năm của tôi như này gắn bó với tôi từ khi mà tôi vào thành phố Vinh làm việc, và tôi xin mời nhân viên chi nhánh chúng ta đại học. Trước tiên thì tôi thành thật cảm ơn. Tôi là chủ nhà tổ chức festival, thành thật là cảm ơn tổng giám đốc Phan Văn Hùng và đặc biệt là anh Nguyễn Văn Thành, tổng giám đốc điều hành của Bách Việt Nam đã cho tôi có cái điều kiện tổ chức festival tại thành phố Vinh năm nay, và tôi xin chân thành cảm ơn. Các bạn như thế này, tôi có một câu hỏi tôi muốn hỏi anh Hải. Anh phải bật ra một cái lời nói của anh để cho tất cả anh em chúng ta ở đây học hỏi. Các bạn thân chí không ạ? Thế tôi hỏi anh là đến bây giờ công ty của anh cùng tất cả Nuga Đại Hàn, tại sao mà trong 10 năm vừa qua thì năm nào cũng đạt thành tích của Nuga Đại Hàn trong 60 chi nhánh ạ? Dạ vâng ạ. Thưa anh Thật và cho em xin nói thêm một câu nữa, tức là cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt trong buổi phát thức ăn hôm nay đến với quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thực sự đấy là một niềm vinh hạnh thực sự đối với cả công ty Nuga Đại Hàn Kinh Doanh Tiền. Và thực ra mà nói thì tập đoàn, nghe Thuận nói tất cả là tập đoàn Nuga Đại Hàn chuyên sản xuất những thiết bị y tế nhằm sức khỏe của con người. Đấy là một cái yếu tố cũng là cái quyết định rất nhiều, nhưng mà cái thành công mang lại thì thực sự là ở con người. Và đặc biệt đối với cả Nuga Việt Nam mình, để có ngày hôm nay thì thực sự cái thành công mang lại để có ngày hôm nay và để có những cái buổi như thế này thì tất cả công năng ở đây là tất cả chúng ta có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Thực sự là vậy. Để có ngày hôm nay thì tất cả là có mặt trong hội trường này. Và đương nhiên về sau này thì tôi hy vọng rằng và tôi chắc chắn là tức là Nuga Việt Nam mình hơn thế này là chắc chắn rồi. Đấy, tức là còn như anh Thuận nói bảo kinh nghiệm thì thực ra là tất cả những cái gì đó là chúng ta dựa trên sức lực của chúng ta và không ngoại trừ là sản phẩm hay thiết bị của chúng ta là một yếu tố quyết định, tức là mang lại hiệu quả cho sức khỏe của con người. Nếu như mà chúng ta chỉ có nói không mà thiết bị của chúng ta không có hiệu ứng thì cũng không mang lại. Còn đương nhiên quyết định thành công về sau này hay không là nhờ tất cả các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay, và tôi xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn anh Hải cùng tất cả các em Nuga Đại Hàn ạ. Thực sự là xin chào các bạn, tôi riêng tư một chút là tôi xin được cảm ơn tất cả những bạn đồng hành của tôi, đồng nghiệp của tôi. Thế nào hôm nay thì thực sự là tôi cảm ơn các bạn đồng nghiệp của tôi ở đây. Xin lỗi các bạn, tức là riêng tư một chút. Soái, Sơn, Việt, Tú Anh và Dung.
Vâng, trước tiên thì toàn thể anh chị em có mặt ở trên đây xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe tới toàn thể mọi người có mặt trong hội trường này. Bước đầu thứ hai là tôi thay mặt toàn thể anh chị em ở đây cũng xin chân thành cảm ơn trên tổng công ty Nuga Vina và cũng xin chân thành cảm ơn công ty Nuga Đại Hàng đã tổ chức cho toàn thể mọi người có một cái sân chơi lễ hội Thắp Chi Ca Phan thành công và tốt đẹp như ngày hôm nay và xin chân thành cảm ơn toàn thể. Thưa toàn thể các anh chị, năm 2018 nó khác hẳn năm 2017 và bước sang năm 2018 này thì bản thân toàn thể anh chị em chúng tôi vậy thấy rằng về các chi nhánh nhiều hơn năm ngoái rất là nhiều và thấy rằng đến đây thì anh chị em ta được gặp rất là nhiều những người mới và kể cả mới và cũ, nhưng mà chúng ta coi rằng Nuga là một cái gia đình lớn và hy vọng rằng mong rằng chắc chắn rằng sang năm 2019 thì tập đoàn Nuga Medical tại Việt Nam sẽ phát triển hơn năm 2018. Nếu như mà toàn thể mọi người đồng ý như vậy hãy tặng cho tôi một tràng tay thật lớn và thật lớn. Và hôm nay thì tôi cũng như anh chị em ở trên đây rất là vui mừng và tự hào được đứng trên đây như thế này. Và tôi cũng xin cùng toàn thể anh chị em ở trên đây cũng xin hứa là bước sang năm 2018 và năm 2019 sẽ cố gắng và chắc chắn rằng là sẽ phát triển hơn năm ngoái và năm nào. Vậy mong rằng toàn thể các anh chị em sẽ được đứng lên trên đây để mà nhận những cái giải mà do trên tổng công ty đề ra. Và một nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người. Và tiếp theo là mời anh Đống Đức Hán cùng các chi nhánh của mình là em Tuyết, em Quý, em Yên, em Ngọc, em Duyên và Tú. Lời đầu tiên thì cho đội của em xin gửi lời chào tất cả các quý khách và các bạn có mặt ở đây. Vâng, lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tập đoàn Nuga Medical và sếp Thuận và sếp Giang cũng như là Nuga Đại Hàn cùng với cả cán bộ công nhân Nuga Đại Hàn đã cho tôi tổ chức chương trình Nuga Festival năm 2018. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Vâng, được như ngày hôm nay thì nhờ vào có sếp Giang, sếp Thuật và sếp Hải đã dẫn dắt cho Nuga càng ngày càng phát triển hơn. Thì ở đây chúng em cũng mong muốn rằng năm ngoái thì là 2 sao, nhưng năm nay là mấy sao các bạn? 4 sao các bạn dành cho tổng công ty cũng như là sếp Thuật và sếp Hải trắng tay trắng tay to đúng không? Vâng, và hy vọng rằng năm sang năm thì tất cả mọi người sẽ đạt bao nhiêu sao ạ? 5 sao hay nhiều sao ạ? 5 sao cũng được đúng không ạ? 5 sao. Thế thì mọi người cho tất cả các sếp và trắng tay to đúng không ạ? Vâng, hy vọng rằng là sang năm mình sẽ là 5 sao, nhưng mà thật sự năm nay trải qua Nugabet càng ngày càng phát triển thì tất cả như là năm nay thì các bạn thấy có hơn tất cả mọi năm không ạ? Có vui hơn không ạ? Có quần áo có đẹp hơn không ạ? Có vâng, và tất cả giải thưởng cũng cao hơn nữa và mong rằng Nuga càng ngày càng phát triển thì chúng em cũng sẽ xin hứa đưa Nugabet năm 2019 sẽ phát triển hơn nữa và sang năm thì hẹn lại sẽ là 5 sao. Xin chân thành cảm ơn ạ. Và tiếp theo là công ty của chị Hạnh, các chi nhánh là Nuga Hà Nội 2, Vân Anh, Sơn La, Trang Sơn La. Vâng, trước tiên thì chúng tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các anh chị em ạ. Và cũng xin được chân thành cảm ơn Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thuật, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải đã cho chúng em một mùa festival năm nay thật là tuyệt vời ạ. Vâng, Nugabet của chúng ta được ngày hôm nay thì chúng ta phải nhờ đến rất nhiều công lao của các lãnh đạo của chúng ta đúng không ạ? Và cũng không thể quên được những em nhân viên đang ngồi dưới đây đúng không ạ? Để được có ngày như hôm nay, chúng ta được vui như ngày hôm nay là nhờ cả một phần là của công ơn của các em cũng như là công ơn của những người lãnh đạo trong công ty Nugabet. Thì chúng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn đúng không ạ? Gửi những lời cảm ơn và cảm ơn thật nhiều tới tất cả các giám đốc cũng như toàn thể các em nhân viên ạ. Vâng, và cũng như các chi nhánh nữa ạ, chúng tôi hứa rằng sang 2018, 2019 ạ,
thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để đưa Nugabet thì cũng ngang tầm với những chi nhánh giỏi nhất ạ. Cảm ơn tất cả các bạn ạ. Tiếp theo là mời chi nhánh của anh Diện ạ, gồm có Trang, Đoan, Dương và Ánh ạ. Đầu tiên thì xin thay mặt cho tất cả những anh chị em những anh chị em trên này thì xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên thì cho mình xin thay mặt tất cả mọi người ở đây xin đầu tiên xin gửi lời cảm ơn tới tổng công ty cũng như là cảm ơn tới chi nhánh Nova Đại Hàng Vinh đã tổ chức ra một dịp festival như thế này để anh chị em chúng ta được gặp nhau và được giao lưu làm sao cho đoàn kết hơn. Còn lên trên này thì mình chẳng biết nói gì hơn nữa thì xin chúc tất cả mọi người có một chuyến đi thật vui vẻ và an toàn. Và xin mong sao là sang năm chúng ta sẽ thể dàng như các anh chị đã nói, sang năm thì chúng ta sẽ được đúng rồi, tổ chức một lễ hội còn lớn hơn và tốt hơn như này nữa. Xin chào tất cả mọi người. Tiếp theo mời chị Hương ạ. Chi nhánh gồm có Dung, Sâm và Thương ạ. Hoàng Thị Hương nhé. Trước tiên đến đây thì Hương xin được thay mặt cho tất cả các anh chị em ở trên này xin được gửi lời chào đến toàn thể các bạn ạ. Và trong buổi lễ ngày hôm nay thì trước tiên Hương xin được phép là gửi lời cảm ơn đến tổng công ty, gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Thuận, cảm ơn anh đến trực tiếp đến đó là anh Tống Đức Hải ạ, là người đã trực tiếp dẫn dắt cho bốn anh chị em ở trên này ạ để có được cái thành công như ngày hôm nay và được đứng ở trên này để nói chuyện cũng như chia sẻ với tất cả mọi người ở đây ạ. Hương cũng như tất cả các anh chị em ở đây một lần nữa xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng ạ. Và bản thân Hương thì cũng là một là nhân viên ạ. Ngày hôm nay cũng là ngày mà cũng như là anh Hải lúc nãy cũng là có mời Hương lên trên này. Bởi vì rằng là ngày mà Nuga Đại Hàn khai trương ở tại thành phố Vinh cách đây 10 năm thì có Hương cùng đồng hành với anh Hải. Mặc dù là trước đó thì Hương có đầu quân trực tiếp cho tổng công ty ở ngoài Hà Nội ạ. Một năm thì sau đó Hương mới là chuyển vào được trực tiếp anh Hải đào tạo cho đến ngày hôm nay ạ. Và Hương cũng rất là vui mừng khi mà từ một nhân viên đã làm việc cũng giống như tất cả các bạn ngày hôm nay đã ngồi ở tại hội trường này và đã cố gắng làm việc để đến hôm nay được đứng trên này trở thành một người quản lý. Điều đó được cái sự dẫn dắt của các anh các chị và đặc biệt của tổng công ty rất là nhiều. Và Hương cũng mong muốn rằng là tất cả các nhân viên của tập đoàn mình trong hội trường ngày hôm nay cũng sẽ cố gắng sau này cũng sẽ trở thành được những quản lý giống như Hương cũng như là bốn ba anh chị em ở trên này ạ. Vâng ạ, và mặc dù là ở đây cũng là đại diện cho ở ba chi nhánh của Nghệ An và cũng là những cái chi nhánh mới thành lập ở sau này nên Hương cũng rất là mong được sự quan tâm của các anh các chị quản lý cũng như là sự chia sẻ của các anh chị em nhân viên để cùng giúp cho chi nhánh Nuga ở tại Nghệ An có thể là phát triển ngày một hơn nữa. Và ba chi nhánh của chúng mình ạ cũng sẽ hứa rằng là bước sang năm 2019 ạ sẽ làm việc hết năng lượng cũng giống như là trong những ngày vừa qua nhà mình đi chơi ạ. Thật sự là hết năng lượng được không ạ? Vâng ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Vâng, xin mời anh Nguyễn Văn Thắng cùng các chi nhánh của mình là Liên, Đức, Hiệp, Tú, Linh và Linh Đà Nẵng ạ. Dạ vâng, thưa toàn thể trường và toàn thể các bạn. Lần đầu tiên thì cho phép mình và các bạn đây sẽ gửi lời chào đó là lời chào đó là trân trọng nhất đến toàn thể các anh chị ở đây. Dạ vâng, thì hôm nay đó là thứ nhất đó là cảm ơn tổng công ty Nugabet đã tổ chức cho chúng ta được cuộc vui như thế này. Và cái thứ hai đó là cũng phải cảm ơn đó là công ty Nugabet Vinh đó chúng ta đó là buổi đó là thật sự đó là giao lưu và ý nghĩa như thế này. Thì mình mong rằng đó là năm nay chúng ta đến đây đó là hơn 200 người nhưng không phải năm sau đó là không phải hơn 200 người như thế này nữa mà đó là 400-500 người và mình mong rằng đó là công ty chúng ta đó là càng ngày càng phát triển. Và riêng đó là cái khu vực mình quản lý đó là Nuga của Hà Tĩnh thì với phương châm của công ty của anh em mình đó là không nói hãy cứ làm và làm và làm làm sao hết sức mình thì thôi. Thì mình mong rằng đó là tất cả các bạn đó là
năm 2018, 2019 chuẩn bị tới thì công ty chúng ta đó là càng ngày càng phát triển hơn. Và lần nữa thì mình xin cảm ơn toàn thể các bạn ở đây ạ. Vâng, tiếp theo là anh Xuân, gồm các chi nhánh là Hạnh, Đức, Thủy, Xuân, Phả, Tuấn, Vinh ạ. Dạ vâng, thì hôm nay mình được đến đây để thay đại diện cho tất cả các anh chị em ở đây. Thì lần đầu tiên cho phép mình được gửi lời cảm ơn và lời đến tổng công ty Nuga Vina, và đặc biệt là đến tổng giám đốc điều hành Nguyễn Văn Thuận và phó tổng giám đốc Tống Đức Hải và công ty Đại Hàn một lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Vâng, thì hôm nay mình được thay mặt cho tất cả các quản lý ở đây đại diện cho nói lên một cái cảm tưởng của bản thân mình. Thì thưa các bạn, thì chắc chắn rằng từ nay đến giờ anh chị em mình cũng đã giao lưu và cũng đã được tất cả các chi nhánh nói lên những cái tâm sự của mình rồi. Thì với bản thân mình thì mình cũng mong muốn với tất cả các chi nhánh ở đây, lần đầu tiên là cảm ơn tất cả công ty, và ai cũng mong muốn có cái sự phát triển. Nhưng mà làm sao anh em mình cố gắng là phấn đấu, là cũng như tất cả các bạn thực sự là đã được đi tham dự festival là cũng rất nhiều lần, và đặc biệt là lần này thì càng ngày càng phát triển, càng lớn mạnh hơn. Thì với mong muốn của mình thì sẽ hy vọng là và xin hứa với tổng công ty là sang năm 2019 thì tất cả các anh chị em ở đây sẽ làm sao và làm việc hết mình để có một cái festival 2019 là lớn mạnh nhất. Và đặc biệt là nếu mà muốn như vậy thì phải làm như nào ạ? Làm như những cái giải kéo co, anh em đồng ý không ạ? Đấy, như hôm nay đặc biệt là hôm nay kéo co thì tất cả đều hết mình, thì sẽ phải làm hết mình như vậy ạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ. Tiếp theo mời anh Nguyễn Văn Quân, gồm các chi nhánh của mình là Trâm, Kiều và Tiến ạ. Trâm, tôi đã xin cảm ơn ạ. 1, 2, 3, tiếp. Vâng, lần đầu tiên cho em xin phép đại diện cho ba em và xin được kính chào toàn thể các anh các chị và các bạn ạ. Chúng em hôm nay lên đây thì thứ nhất ấy, điều đầu tiên là xin chân thành cảm ơn tổng công ty Nuga Vina. Và thứ hai nữa là xin chân thành cảm ơn Nuga Đại Hàn, hai nơi đã rất vất vả trong thời gian vừa rồi để tổ chức một sự kiện để anh em chúng ta có dịp xung họp ngày hôm nay. Và công việc thì ai cũng muốn đó là chúng ta tốt đẹp hơn, và muốn tốt đẹp hơn thì phải dành tâm huyết cho thật nhiều, và muốn được điều đó thì chúng ta phải suy nghĩ về đó là cái niềm tin về công việc. Nên là anh em chúng tôi chỉ muốn đó là những thời gian sau chúng tôi sẽ có những cái điều chắc chắn là sẽ tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay là xin phép là hứa với toàn thể các chi nhánh tại tổng công ty là anh em chúng tôi những năm sau, năm nay là 2017-18, là anh em chúng tôi thực sự ra là chưa được nhận cái giấy khen nào cả. Nên là chắc chắn là sang 2018-19 là anh em chúng tôi ở đây chắc chắn sẽ nhận được. Và muốn được cái điều như thế thì mong mọi người hãy dành tặng cho anh em chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn đấy ạ. Và hôm nay là anh em cũng muốn là giao lưu và muốn lần cùng là muốn chúc sức khỏe tất cả mọi người. Có sức khỏe thì mới làm được công việc, mới tạo được niềm vui cho những người còn lại bên mình. Thì hôm nay xin chân thành cảm ơn mọi người và xin hết ạ. Xin mời anh Cường gồm các chi nhánh của mình là Vũ, Hồng, Tú và Loan ạ. Lời đầu tiên thì cho xin em đây tôi xin phép được giới thiệu thì thay mặt anh chị em Nuga Vina xin gửi lời chào tất cả bạn anh chị ở đây. Vâng, thưa các bạn, và tiếp theo bạn cho tôi xin cảm ơn chị em đến tổng công ty Nuga, và xin cảm ơn chi nhánh Nuga Đại Hàn đã rất là cố gắng để cho chúng ta có một cái gì festival mà thành công và tốt đẹp như thế này. Xin cảm ơn. Thưa các bạn chị ạ,
như các bạn đã biết gì ạ, xã hội càng ngày càng phát triển đúng không ạ, thì con người cũng thay đổi rất là nhiều đấy. Để chúng ta mà gì ạ, muốn thành công trong công việc thì chúng ta cũng phải gì ạ, bản thân chúng ta cũng phải thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi thì gì ạ, thì năm sau chúng ta cũng gì ạ, sẽ không được nhận những cái thành tích xuất sắc như rồi. Thì thay mặt những cái chi nhánh Nuga Huế thì tôi cũng cố gắng là gì ạ, để cho toàn bộ những chi nhánh ở Nuga Huế là gì ạ, năm tới sẽ được nhận những phần thưởng là chiến xuất sắc của tổng công ty, vâng ạ. Và muốn như thế thì ạ, tất cả chúng ta phải nỗ lực và thay đổi. Và một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn tất cả các mọi người. Vâng, và cuối cùng là Nuga Việt Nam với anh Lương ạ, gồm các chi nhánh của mình là Thắm và My ạ. Xin kính chào các bạn và tổng công ty ạ. Thì lần đầu tiên thì sự có mặt của chúng tôi hôm nay thì trước tiên phải cảm ơn tổng công ty và sếp Thuận. Xin mời sếp Thuận lên đây ạ. Sếp Thuật là người đã cho chúng tôi cơ hội để mà có mặt trong dịp lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sếp Thuật rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không thể đóng từ. Yeah.
Thank you.
see me, I'm shining.